bây giờ bị đau cả hai bên, bị suốt từ năm 2003 đến giờ. Cái vấn đề là nó dẫn đến mà cái việc mà nó khó lành hơn nữa, vì là mình đã từng tiêm cái corticoid vào đây. Rồi, ok. Cái hai gót này của em làm sao mà đau? Trước kia năm 2003 em đi 2013 không 2003 kia em tự dưng người nó cũng đau, sáng một giờ không đi được. Xong đi xuống bệnh viện huyện thì người ta bảo đau chân nên người ta cho đi chụp X quang. Người ta xem xương, người ta bảo chả bị thế nào đi về. Mình chụp qua là cứ thỉnh thoảng nó em cũng chạy gọi đi đeo bóng á, về là biết đau. Bây giờ bị đau cả hai bên, bị suốt từ năm 2003 đến giờ. Thế mà cũng không điều trị gì hay là cứ kể tự nó tự nó khỏi cũng em tự tự nó đỡ. Thỉnh thoảng đau nên trong bạn nó lại cho cái thuốc đông y để ngâm, nó về cũng về ngâm. Ngâm là thấy nó đỡ đỡ. Nhưng bây giờ uống thuốc thì không, giờ này thấy bây giờ thấy đau hẳn. Cả hai bên nào đau nhiều hơn, bên này đau nhiều hơn chẳng? Bên chân phải này. Đúng không? Chúng mình sưng bút lên hơn rồi. Như này đau không? Không. Bây giờ đi lại thì nó đau không? Có. Em đi lại nó nhói lên nhói. Buổi nhất là buổi sáng ngủ dậy dẫm chân nó đất là biết ngay đúng không? Vâng. Cứ từ tầm làm về năm 6 giờ chiều. Có thể em đi lên cầu thang thì không sao. Nhưng đi xuống là xuống là đau. Nó nguy hiểm hết. Có những hôm trượt, đang đi trượt chẳng được. Đây không? Không. Đúng cái điểm bám này đấy. Vâng. Rồi, ok. Từ 2003, lần đầu tiên nó đau, rồi bây giờ đến bây giờ là nó là được 17 năm rồi. 17 năm rồi, và mấy năm đổ ở đây thì nó nhiều hơn. Không, cách đây khoảng 4 tháng thì em có tham gia lại đá bóng thì thì mới thấy nó đau. Thì nó đau, còn bình thường thì em tập gym thì mỗi lần mà đi bộ thì tập xong ra đi bộ là bị đau. Cái này của em bị viêm cái điểm bám keratin. Đó, đấy thì em cũng biết rõ rồi, rõ hơn 10 năm nay rồi thì biết rồi. Đấy, rồi bây giờ 4 năm tháng là đủ để đi đau nhiều hơn. Và nhất là mình cũng đã uống thuốc rồi cũng như là mình. Nhưng mà cái vấn đề là nó dẫn đến mà cái việc mà nó khó lành hơn nữa, vì là mình đã từng tiêm cái corticoid vào đây. Chắc là bọn em cũng đã xem qua cái tác dụng corticoid thì nó rất là tốt thôi. Nó ở bên cái là nó cũng là nó chống viêm rất là tốt. Nhưng nếu mà nó mà không đỡ cái thì là nó sẽ gây ra cái việc là nó thoái hóa rất là nhanh. Đấy, nó thoái hóa, nó sơ hóa, canxi hóa cái vùng đấy rất là nhanh. Dẫn đến cái việc mà là khi mà điều trị nó sẽ cũng rất là phiền toái trong cái việc đó. Phải có rất nhiều thứ. Bây giờ đã bị đến mười mấy năm rồi, là một cái thứ hai là đã từng tiêm có cái ít rồi thì để điều trị cái này nó mất khá nhiều thời gian. Nó phải mất mấy tháng. Chắc chắn là chữa khỏi cho em được, nhưng nó mất nhiều thời gian lắm. Vâng, phải chữa thôi. Nếu như mà nó mới bị thì nó đơn giản thôi. Nó mới bị thì có thể chỉ cần có khoảng độ, ví dụ như em mới bị mà bị đau ít thôi chẳng hạn, mà chưa từng tiêm cái gì vào ấy, có thể chỉ cần khoảng 4-8 tuần là ok rồi. Nhưng đã từng bị từ rất là lâu rồi, sơ hóa, canxi hóa đấy rồi. Đó, và đã từng tiêm ít rồi, thậm chí nó có thể trở nên nhiều khi bị để mà tiên lượng thì nó cũng rất là khó trong cái việc tiên lượng này. Thậm chí là có thể mất cả nửa năm chờ. Nhưng đương nhiên chắc chắn là nó khỏi, chắc chắn luôn. Nhưng vấn đề là thời gian thôi.